tất cả những ai mà xem Việt Devils biết hết góc nhìn của tôi về ai về Marcus Rashford rồi về David De Gea rồi rồi về Bruno Fernandez rồi đúng không các bạn biết hết tất cả góc nhìn của tôi về những cái cầu thủ này rồi hôm nay ấy sẽ là ngày chính thức ấy mà tôi chia sẻ với các bạn ấy, góc nhìn của tôi về Donny Van der Beek ấy. là Donny Van der Beek không đủ giỏi để đá cho Man United ok Tôi đã phân tích, tôi đã có một video livestream một tiếng phân tích điểm mạnh của Donny là gì rồi, điểm yếu của Donny là gì rồi. Các bạn chưa xem thì các bạn lên kênh để xem. Ok Nhưng mà đến thời điểm bây giờ ấy Khi mà đã được trao từng này cơ hội rồi ấy Mà Donny Van Der Beek có không nắm bắt được Tính luôn cả mùa giải trước khi mà đá thuê cho Everton Và những một số lần hiếm hoi mà Ole Gunnar Solskjaer cho ra sân ấy Mà không thể hiện được như thế này ấy Donny Van Der Beek không xứng đáng để đá cho Man United nữa Cái tiềm năng, cái Donny Van Der Beek tiềm năng cách đây 3 năm ấy Cái đấy cũng chỉ là tiềm năng thôi Tiềm năng là một cái gì đấy bạn có thể đạt được nhưng mà Donny Van Der Beek không đạt được. Sau 3 năm ấy, Donny Van Der Beek là một bản hợp đồng fail hoàn toàn. Tôi không bảo ấy là Donny Van Der Beek ấy có thể sẽ thành công. Tôi không bảo ấy là Donny Van Der Beek là sẽ không thành công ở những đội khác. Nhưng mà ấy, Donny Van Der Beek phải rời khỏi MU đi. Tôi không nghĩ là Van Der Beek bây giờ còn hợp với MU nữa đâu. Và đã được trao từng này cơ hội ở cái đẳng cấp EPL không thi đấu nổi. Sau đấy là sao? Ở cái đẳng cấp Europa League cũng không làm thắp cháy được sân vận động. Sau đấy là sao? Bây giờ ấy đến cái đẳng cấp Carabao Cup này đây. Carabao Cup đá với một đội Aston Villa B mà còn không làm được một cái gì. Tôi cũng không bảo là đá ổn. Tôi cũng không bảo là đá ổn. Tôi cũng bảo là đá tệ. Đá ổn hộ tôi đi thì ok. Đây là đá tệ. Đá tệ, đá tàng hình, đá không có một cái quay gì, không một đồng góp quái gì cả cho đội cả thì vì sao mà fan của chúng tôi cứ tiếp tục phải ủng hộ bạn làm gì chỉ vì bạn có một bộ mặt thư sinh chỉ vì bạn nhìn ngoại hình có vẻ là điển trai chỉ vì bạn có vẻ như là một người tốt một người nice một người tử tế chả có việc gì mà chúng tôi phải ủng hộ bạn như thế cả bạn đã đóng góp được cái gì cho cái câu lạc bộ này chưa và cho từng nấy cơ hội rồi cho từng nay cơ hội rồi mà không nắm bắt được dẹp đi bây giờ mỗi lần Donny Van Der Beek vào sân tôi sẽ có một cái định kiến cho đến bao giờ mà Donny Van Der Beek có thể thay đổi được cái suy nghĩ và cái góc nhìn của tôi ấy nhưng mà tin tôi đi ấy, không bao giờ luôn tại vì đối với tôi trong đầu tôi bây giờ Donny Van ấy Beek không đủ giỏi để đá cho MU nữa rồi tất cả những cái mà mình nghĩ là dàn kỹ năng tiềm năng rồi lối chơi gọi là điểm mạnh của Donny cái đứa dẹp hết ba cái trò đấy đi những cái cơ bản ấy là không tàng hình trên sân pressing kiếp được bóng ban truyền những cái đứa không làm một cách ổn định được cả cho cả hiệp cả hiệp luôn mà cái này là không phải chỉ có mỗi hiệp đấu ngày hôm nay tôi nói rồi tôi không phải là người ấy mà nhảy vào phát là chửi ngay lập tức cầu thủ chỉ sau một màn trình diễn nó là từ cơ hội này sang cơ hội khác từ năm này sang năm khác ba năm nay rồi không thể hiện được một cái quái gì cả đến bây giờ là đến cái lúc mà tôi không thể nào mà tôi có thể nhịn được nữa rồi. chán dẹp, biết, đây. biết đây, và này, vài, đi biết đi và là đi nó khác đi mời ông, ông đi cho khác ông ông đi mong bạn đi đến đâu đấy mà bạn lập nghiệp được đi bạn có thể cứu vỡ vớt được cái sự nghiệp của bạn tại vì bạn thực sự bạn không đem lại gì cho câu lạc bộ này cả bạn không đủ giỏi đơn giản ấy là bạn không đủ giỏi ok nếu như bạn giỏi ấy ok bạn có cố gắng gọi là có có thể hiện một cái gì đấy để fan chúng tôi cố níu lại ấy, thì ok nhưng mà không có một chút gì cả không có một tí tẹo nào cả luôn trận nào cũng phút 60 bị 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 em ra bị thay ra kể cả huấn luyện viên cũ thầy cưng lại cũng không thể nào bảo vệ được cả tôi nói tôi nói như thế này ấy, nó phũ không Chắc chắn là nhiều bạn, 600 bạn đang theo dõi livestream đấy Nghe ông Hiếu CK Ray nói như này ấy, Cảm thấy phúc Nhưng mà tôi nói thật là trận này mà còn thua nữa ấy, Là vì ông Van Der Beek hiệp 1 Hay là cả 60 phút Tính cả đầu hiệp 2 đi mà đá như thế ấy, Là tôi còn tức hơn nữa Tôi còn tức hơn nữa Manchester United, câu lạc bộ của chúng ta eric Ten Hag của chúng ta phải trao cơ hội cho Donny Van Der Beek Tại vì sao? Tại vì chúng ta và mọi người xung quanh luôn luôn bảo ấy, Là Donny Van Der Beek cần có cơ hội cho cơ hội như thế này đây mà 60 phút như thế suýt làm cho chúng ta bị loại của Carabao Cup. Suýt làm cho MU câu lạc bộ của chúng ta mùa giải này bị loại ngay từ bây giờ ở đây trong một cái Carabao Cup mà tôi vừa mới chia sẻ với các bạn ấy là đối với tôi rất quan trọng. Rất quan trọng trong cái bối cảnh vừa rồi ba cái đội London bị thua. Vì Donny Van đã bị là một trong những cái cầu thủ một cái lý do chính vì sao mà mình suýt bị loại. May mà Eric Ten Hag thay ông Donny Van der Beek ra cho Bruno vào giữa, cho Ericsson vào giữa thay đổi hoàn toàn thế trận thay đổi hoàn toàn thế trận một cái sự phũ phàng đến từ ông Hiếu CK Ray. Nhưng mà đối với tôi đó là sự thật. Các bạn tin đây là sự thật hay không? Thì là do các bạn tôi không áp đặt cái suy nghĩ này lên các bạn. Nhưng mà tôi đã thật đến cái giây phút này tôi không thể chịu được nữa Donny Van Der Beek rồi. Dẹp ngay ba cái trò này đi. Thực sự thà cho Zidane lên còn hơn. Mời Zidane lên đá hộ tôi cái. Ít nhất là thằng bé nó còn có được thêm một chút kinh nghiệm. Có một chút cọ sát. Thể hiện được bản thân. Thực sự luôn, mọi người nhìn Gavi Pedri ở Barcelona đi những cái câu lạc bộ khác mà tạo điều kiện cho giới trẻ lên đi. Donny van der Beek ấy, tôi nói thêm một cái ý này nhá, xong tôi hết tôi không nói về Donny nữa. Nhưng mà Donny van der Beek ấy, cái sự hiện diện của Donny ấy nó làm hạn chế đi, nó làm kìm hãm đi cái sự phát triển của bao nhiêu cầu thủ khác. Có đúng không? Tôi nói có đúng không? Cho Donny van der Beek đá như này xong rồi ông Zidane ông ngồi đần thối ở đấy có được đá đâu. Một cái giải Carabao Cup như thế này nó cũng không được đá, nó bao giờ được đá. Cả mùa giải này không được đá có đúng không? Có sai hay là đúng? Tôi nói đúng hay tôi nói sai? Tôi nói phú thì tôi nhận luôn Tôi nói phũ là tôi nhận luôn Nhưng mà ông Hiếu CK Ray sau trận đấu mà, mà chia sẻ chỉ có nói thật thôi Không bao giờ nói giảm nói tránh cả Chán Donny đi ra Dẹt đi, biến đi Vô dụng luôn ấy Vô dụng như là một cái bánh xe hình vuông Donny Van Der Beek vô dụng như một cái bánh xe hình vuông Donny Van der Beek vô dụng như, dụ như là một, một cái máy cắt xét ấy Bây giờ ai còn dùng cái đấy nữa Thực sự vô dụng Không làm được một cái gì cả Nếu các bạn đồng tình hoặc các bạn thấy hợp lý Chúng ta 700 bạn đang theo dõi livestream nửa đêm đây Bực không thể chịu được luôn ấy Dẹp của tôi đừng bao giờ đem lại văn điện Các bạn để lại một Việt đem một... một, một, cái lại Khổ quá à... Mà mọi người đừng nghĩ là tôi tôi nói như thế này là tôi nhẫn tâm, tôi dã man những cái thứ Mọi người nên nhớ ấy Mọi người nên nhớ làm sao Mọi người nên nhớ ấy là Manchester United thì trả lương cho Donny Đừng nói là ôi tội nghiệp Donny Van Der Beek Anh ơi anh đừng nói thế Mọi người biết là Donny Van Der Beek à, Kiếm vài tháng là hơn tôi kiếm cả đời không <laughs> Ôi anh ơi anh đừng nói thế với Donny Van Der Beek dù Ôi dồi ôi nhìn nó thư sinh Nhìn nó dễ thương nhìn nó đẹp trai Nhìn nó trắng trẻo lắm anh ơi, anh đừng nói thế Tôi thư sinh tôi đẹp trai Tôi trắng trẻo Sao các bạn không bảo vệ tôi Mà các bạn bảo vệ Donny Van Der Beek làm cái gì Khổ quá Người ta kiếm hàng trăm ngàn bảng một tuần Để đá ra hồn cho Manchester United Bạn làm như ông Donny van der Beek ấy Ông ấy đá, ông ấy đá kiểu không công bạn làm như ở là Donny Van Der Beek là một gọi là một người gọi là Mother Teresa là Gandhi của Ấn Độ. Bạn, ấy, bạn làm như là ông ấy là hảo tâm ông ấy ông đi cống hiến cả đời vì MU. Ông ấy từ bé là ông ấy đi chùa của MU xây à? Ông ấy được trả tiền Mọi người, mọi người nói nhớ ông Donny Van de được trả tiền hàng trăm ngàn bảng một tuần mà có không cống hiến một mấy cái trận một trận tiêu biểu cho tôi không có luôn không đủ nổi luôn thề không bao giờ nhắc đến cái tên đấy nữa bây giờ à tôi nghĩ là tôi phải ra một cái một cái code nên gì thôi tôi nghĩ là tôi phải ra một cái một cái mật khẩu một cái mật mã gì thôi như kiểu như là người mà ai cũng biết đấy người mà ai cũng biết là tôi không muốn nhắc đến tên nữa còn có lẽ là những cái bạn Hà Lan này à Tôi không biết là đây có phải là một cái trend không Nhưng mà bây giờ những cái bạn Hà Lan này Người mà người mà ai cũng biết đấy Là bao giờ ký hợp đồng với MU đi Và cầm cái áo của MU lên đi Thì tôi mới nhắc đến tên Ok Còn không là tôi không nhắc đến tên Còn ông Ông DNVNB này này Ông này này Có lẽ là tôi phải nghĩ ra Trong phần live chat Gọi là cái ghế đi anh Cái ghế à Cái ghế nghe hơi chán nhỉ cái thứ duy nhất mà Hai thứ duy nhất Hai cái thành công duy nhất Ông Donny Van Der Beek làm được ba. À, à, cái, Hai cái thứ duy nhất Mà cái ông này ông ấy làm được Từ khi mà đến Manchester United đấy Biết là cái gì không Đố các bạn biết Nếu như mà các bạn đủ giỏi Thì các bạn sẽ biết đấy Là sao Các bạn sẽ biết đấy Ở trong phần live chat Các bạn ghi cho tôi đi Thách bạn các bạn biết là hai cái thứ, hai cái thứ thành công nhất mà ông ấy làm được từ khi ông ấy đến Manchester United các bạn ghi rồi đấy thằng hình boy rau mồng tơi khôi minh trần bảo là vờ bờ là cái ghế tại vì không phải bàn <laughs> cái buồn <bụng> cười phết <laughs> lau ghế nhận lương chấn thương ghế dự bị không phải mọi người biết là gì không thứ nhất tôi nói cho toàn thể cộng đồng này và cộng đồng việt devil nếu như mà tôi nói đúng ý, để lại một cái lại nhá nếu các bạn đồng tình à đúng rồi ông hiếu nói cái này đúng nhá thứ nhất ấy là lấy vợ và thứ hai ấy là đẻ con từ hồi ông ấy đến Manchester United, ông ấy chỉ có lấy vợ. Chúc mừng, đẻ con, chúc mừng, hết. Không làm được một cái gì khác cả. Vô tích sự, vô tích sự, đúng là cái đồ. Bánh xe vuông, từ bây giờ tôi sẽ, từ bây giờ tôi sẽ đặt tên ông ấy là bánh xe vuông. Cái thằng bánh xe vuông, đừng bao giờ lôi cái thằng bánh xe vuông lên vào trong sân của tôi. Please, please, không bao giờ. Xe mà siêu khó chịu luôn.